Xin chào tất cả các bạn, lại là kênh của Mr. Zero đây. 10 bí ẩn cực dị về người hùng tí hon Kante khiến cổ động viên sốc nặng. N'Golo Kante mạnh mẽ trên sân cỏ, nhưng ít ai biết rằng anh đã từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, anh từng phải nhặt rác ở vùng ngoại ô Paris để kiếm sống, và điều này đã thực sự góp phần tạo nên một con người tốt bụng và khiêm tốn như chúng ta biết. Nhưng Kante còn là một kế toán viên có trình độ nữa. Khi anh từ chối nhận lương thông qua một công ty ma ở nước ngoài, thì đó không chỉ là anh có một tâm hồn thánh thiện, mà còn bởi anh hiểu những quy định về tài chính hơn ai hết. Cùng Mr. Zero tìm hiểu 10 bí ẩn cực dị về người hùng tí hon Kante nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! ...70% thế giới bao phủ bởi nước, phần còn lại là của Kante. Kante chạy, Kante truyền, Kante sút, Kante soạt bóng. Tóm lại, huấn luyện viên cần gì, Kante làm nấy. Vì vậy, không ít người bất ngờ khi cái tên Kante vắng khỏi danh sách đề cử quả bóng vàng năm 2019. Thế nhưng thôi, đó là chuyện của France Football. Cùng hàng tá những nhà chuyên môn, hôm nay hãy cùng Mr. Zero sẽ nhắc đến một trong những tiền vệ hay nhất hiện nay, Kante. Cùng 10 bí ẩn cực dị về người hùng tí hon khiến cổ động viên sốc nặng. 1. Nhặt rác kiếm tiền từ năm 3 tuổi vì quá nghèo. N'Golo Kante sinh năm 1991 tại Pháp, lớn lên trong gia đình nghèo khó có đến 8 anh chị em. Bố của Kante qua đời năm anh 11 tuổi, chỉ một mình mẹ Kante tần tảo nuôi các con. Ước mơ của Kante từ ngày bé chỉ là kiếm được việc đủ nuôi bản thân. Vì thế Kante đã tự bươn trải từ rất sớm, kiếm tiền để phụ giúp gia đình bằng cách thu gom rác trong mọi ngõ ngách hồi 3 tuổi. Vừa nhặt phế liệu, Kante vừa chơi bóng ở một số câu lạc bộ địa phương. Phải tới năm 20 tuổi, Kante mới được trao cơ hội ở Boulogne, câu lạc bộ chơi ở giải hạng 9 nước Pháp. Có lẽ điều đó đã hình thành nên tính cách của Kante khi anh đã là một ngôi sao bóng đá thế giới. Kante không có thói quen tiệc tùng như những ngôi sao Premier League khác. Kante không thấy niềm vui mà tiếng nhạc sập sình và ánh đèn chói sáng ở hộp đêm mang lại. Thay vào đó, anh dành thời gian rảnh để theo đuổi mục tiêu học tập. 2. Bị chê không đủ sức đá bóng. Kante đến với câu lạc bộ nghiệp dư Suresnes khi mới 9 tuổi. BMW i8, thư ký của Suresnes vào thời điểm ấy cho hay, khi Kante lần đầu tiên đến với đội bóng, tầm vóc của cô ấy chỉ bằng một nửa so với những đứa trẻ khác. Nhưng sau đó, Kante đã khiến tất cả phải ngạc nhiên khi sẵn sàng chơi bóng với những cầu thủ đàn anh. 3. Một chàng trai nhút nhát. Kante sinh năm 1991, tức là hiện tại anh đã 28 tuổi, nhưng tính cách của anh không khác là mấy so với khi còn nhỏ. Anh luôn tránh xa mọi sự tranh cãi, tránh xa mọi buổi tiệc tùng mà chỉ tập trung vào bóng đá. Sự nhút nhát của Kante còn được thể hiện sau trận chung kết World Cup năm 2018, nơi mà anh đã cùng tuyển Pháp lên ngôi vô địch. Trong khi các đồng đội đang mãi mê tranh nhau chiếc cúp vàng để chụp ảnh, thì Kante đứng nép một bên và chỉ cười và mãi chưa đến lượt mình. Phải đến khi đồng đội của anh là tiền vệ Steven N'Zonzi nhìn thấy và đã giật lấy chiếc cúp để trao cho Kante, trêu kiểu anh để làm kỷ niệm. Dù là nhà vô địch World Cup năm 2018, tuy nhiên những cử chỉ của N'Golo Kante vẫn cho thấy anh là một người khiêm tốn và có chút ngại ngùng trước đám đông. Sau những gì đã làm được, anh thực sự đang là thần tượng của các cầu thủ Pháp trong phòng thay đồ. Một bài hát đã được các tuyển thủ Pháp sáng tác dành riêng cho nấm lùn Kante. Nội dung bài hát như sau: N'Golo Kante, N'Golo Kante, Kante nắm lùng, Kante đẹp trai, Kante bắt chết Messi. Bài hát được hát đi hát lại trên chuyến xe buýt chở đội tuyển về khách sạn. Tuy nhiên Kante vẫn thể hiện sự ngại ngùng và khiêm tốn của mình khi đáp lại: Không, không, chúng ta làm việc đó cùng nhau. 3. Tại lễ mừng công tổ chức tại điện Sam Elisi, Bon Papa đã cầm micro bắt nhịp cho toàn đội, hát vang những câu từ ca ngợi đóng góp của chàng tiền vệ bản lĩnh ấy. Như thường lệ, Kante chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Bốn. Thánh ăn chùa. Nói về Kante, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến một chàng tiền vệ cần mẫn trên sân, một chàng trai khiêm tốn, đáng mến khi thậm chí còn từ chối lách luật để trốn tiền thuế. Nhưng ít ai biết rằng, cựu sao của Leicester lại là chúa ăn không trả tiền. Dĩ nhiên, Kante không phải kiểu ăn quỵt người ngoài rồi trốn. Nam thần của các fan Chelsea chỉ thích ăn chuột của đồng đội mình, cụ thể là David Luiz và William. Hai cầu thủ người Brazil cùng nhau mở một nhà hàng đồ ăn Italy tên là Babel, đặt tại thủ đô của London. Họ tiết lộ các ngôi sao khác ở Chelsea rất thích đến đây ăn nhưng lại không muốn trả tiền, đặc biệt là N'Golo Kante. Nếu bị nhắc trả tiền, cậu ấy sẽ giả bộ kiểu, thật sao, tôi phải trả tiền á? Ôi không, hai cậu là những người có trái tim nhân hậu mà William Luiz, số 22 của Chelsea tiết lộ. David Luiz bổ thêm, kể cả tôi có đòi thẳng trước mặt rất nhiều người thì N'Golo cũng nhất quyết không chịu trả. Thật khó tin khi một Kante nhút nhát không dám chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng World Cup năm 2018 vì ngại lại có thể lầy lội đến như vậy. Bí mật mà Luiz và Willian vừa tiết lộ lại khiến hâm mộ yêu quý tiền vệ nhỏ con này hơn nữa. Trước đấy, Kante từng đốn tim các cổ động viên khi đồng ý về nhà một fan Arsenal không quen biết, dùng bữa rồi chơi FIFA. 5. Kỷ lục cầu thủ bé nhất Premier League. Khi tham gia đấu trường Premier League, Kante đã nhận kỷ lục không hề mong muốn là cầu thủ thấp bé nhẹ cân nhất, chỉ cao 1m69 và cân nặng là 68kg. Việc sở hữu cái vóc dáng nhỏ bé từng khiến Kante không được đánh giá cao và gần như tất cả đội bóng ở Pháp đã thẳng thừng từ chối Kante bởi định kiến về vóc dáng quá ư là không phù hợp với vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, cầu thủ người Pháp gốc Mali còn sở hữu gương mặt trẻ con lại chẳng hù dọa được ai. Mặc dù sở hữu chiều cao hạn chế, nhưng Kante vẫn có thể khiến nhiều đối thủ cao lớn ôm hận bằng khả năng đeo bám, tranh cướp bóng ở đẳng cấp cao nhất. Ngôi sao người Pháp được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện nay. 6. Học kế toán vì sợ nghèo. Nếu không bởi cơ duyên kỳ lạ thì có lẽ giờ thì N'Golo Kante đã hàng ngày mặc bộ đồ công sở cần mẫn đi làm, anh nhân viên kế toán. Thay vì trở thành tiền vệ đánh chặn hay bậc nhất thế giới, trước khi thành ngôi sao, Kante chỉ là cầu thủ nghiệp dư và coi bóng đá như đam mê đơn thuần, không phải sự nghiệp. Khi còn khoác áo Boulogne, tôi biết rằng mình chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi đi học để chuẩn bị sẵn sàng cần câu cơm trong trường hợp không thể sống nhờ bóng đá. Năm 18 tuổi, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông và 2 năm sau lấy bằng cao đẳng kế toán, Kante chia sẻ. Nhưng khi được đôn lên đội 1 và chuyển tới giải hạng nhì Pháp, Kante bỏ học vì Kante biết đá bóng sẽ giúp anh kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. 7. Thừa tiền nhưng vẫn đi xe cộ. Trong các ngôi sao ở ngoại hạng Anh hiện tại, hiếm có cầu thủ nào sống giản dị và ít để ý đến bề ngoài như Kante. Đi tập luyện hàng ngày, tiền vệ Chelsea vẫn lái chiếc Mini Cooper cũ có giá là 20.000 bảng, 624 triệu đồng, như một người bình thường, thậm chí là không có nhiều tiền ở Anh. Trong khi lương của Kante nhận ở Chelsea là 120.000 bảng trên một tuần và anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh hiện tại. Những lái xe cũ vẫn còn là điều bình thường với Kante. Trong một buổi tập, thậm chí tiền vệ này còn chẳng để ý đến hình ảnh là chiếc xe cũ đã bị móp phần bánh xe trước, chiếc gương trái còn dùng băng quấn lại để cố định một cách tạm bợ. Xe của Kante bị hư hỏng vì một va chạm không cố ý trước trận Chelsea gặp Arsenal ở bán kết Cúp Liên đoàn. Lương cao, xe cũ đã không còn lành lặn, nhưng Kante vẫn chưa có ý định mua xe mới, bởi đó là món quà của một người bạn khi Kante mới tới Anh, vì trong túi anh lúc đấy không đủ tiền để mua một chiếc xe hơi mới. Sau khi vô địch Premier League năm 2015, năm 2016, mỗi cầu thủ Leicester được chủ tịch người Thái tặng một chiếc BMW i8, nhưng Kante vẫn kiên quyết sử dụng chiếc xe cũ. Tôi không phải là người mê xe cộ, có xe mà lái đã tốt rồi. Ngày nhỏ tôi thậm chí chưa từng ước mơ đến việc sở hữu một chiếc 4 bánh. Kante có lẽ là trường hợp khá hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại. 8. Dắt bộ xe máy tới sân tập. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2013, phương tiện di chuyển của Kante là một chiếc scooter. Đến đây, nếu bạn vẫn chưa biết scooter là xe gì thì cứ tưởng tượng đó là một dạng xe máy tay ga giống với xe lít ở Việt Nam. Nghĩa là suốt một thời gian dài, tiền vệ tài năng này phải hóa thân thành ninja để đến sân tập. Nhưng ngặt nỗi là sân tập của Boulogne nằm ở một quả đồi, trong khi dung tích xi lanh của chiếc xe kia quá nhỏ để leo dốc. Vì vậy, mỗi lần đi tập, Kante lại lóc cóc dắt bộ chiếc xe này lên quả đồi. 9. Suýt chút nữa là gia nhập Marseille. Vào mùa hè năm 2015, Kante tưởng như đã chuyển qua khoác áo Marseille thay vì Leicester. Lúc đó, có hai đội bóng tiếp cận tôi là Marseille và Leicester. Bản thân tôi thì thích Marseille vì đó là nơi những huyền thoại bóng đá Pháp như Zidane, Ribery, Nasri thành danh. Tuy nhiên, Marseille không chịu trả thêm 1,5 triệu bảng như Can yêu cầu nên Leicester là người thắng cuộc, Kante trả lời The Sun. 10. Lập kỷ lục vô tình khoáng hậu ở Premier League. Kante là cầu thủ thứ hai trong lịch sử vô địch hai danh hiệu Premier League liên tiếp trong hai màu áo khác nhau. Người đầu tiên là thủ thành Max Weyer, lên ngôi cùng Chelsea năm 2013-2014 và Leicester năm 2014-2015. Tuy nhiên, Suresnes đều không được nhận ra sân một lần nào trong hai chiến dịch đó mà chỉ đóng vai kép phụ cho Kutoi và Schmeichel, nên trên thực tế, Kante mới là kỷ lục gia của giải Ngoại hạng Anh. Các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua top 10 bí ẩn cực dị về người hùng tí hon N'Golo Kante. Nếu bạn còn biết thêm điều thú vị nào về anh chàng tiền vệ đặc biệt này, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.